bếp của trại bò giống Long An cung cấp đó anh chị ơi. Đó giờ đi giao cho khách. Bò thì dòng thái nha anh chị, không ăn cám nha anh chị. Kì. Kiểu mẫu. Đi như con heo rồi đó. Ơi, cỏ nó già rồi con. Đó thì anh chị cần những con bò giống ở bên trại bò giống Long An cung cấp thì cứ liên hệ địa chỉ của trại thì ấp Phi Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Phú Thọ, tỉnh Long An. Chuyên cung cấp những con giống mẫu thùng dạo, mẫu Bombay, mẫu whip độ cho anh chị về nuôi sinh sản. Còn bò đực chỗ béo cũng có luôn anh chị ơi. Đó, dòng siêu nè. Rất là hiền dạng. Bạch dây là con ơi, để gửi cho. Như con heo siêu bi. Đuôi chấm gót. Rồi, anh đi vô chuồng đây con. Tối đây. Đây. Nó không nhẹ dàm ghê không? Dẫn khiều khiều cái anh đi à. Đi vô chuồng đằng này. À, mai chủ mày dẫn ra cho mày đi dạo. Thì bộ bình thường mà có tiền mà không kiếm được mấy con này á. Chứ đâu phải có tiền mà mua được tiền đâu. Đó, trại bò giống Long An cung cấp giao tới khách đó anh chị ơi. Đó, kiếm chuồng vô luôn. Anh chủ là dắt vô anh chủ ơi. Heo CB. Ồ, biết cửa vô luôn. Bên đây. Đó, trại bò giống Long An cung cấp quá trời con giống đó anh chị ơi. Cung cấp là hàng phải chất lượng cho chị nuôi. Con này con vòng. Bò vòng chứ không phải bò đứng chuồng. Kiếm cho nào sạch sạch ra cho nó không dơ. Bò này nó không có chịu nằm dơ. Mở cái ông kia dây kia ra đi, trường ông dây trắng thôi. Cột hai dây hai bên đó. Đúng mấy chị mày. Ê, quen mà con. Đó, những con giống chạy đưa lên hôm nay lên trời. Đang ăn uống. Cỏ thì ăn cỏ thôi. Cỏ chăm chăm. Đây nữa nè anh chị ơi. Đó. Đó. Cỏ là ăn no nghỉ á. Chủ nhà cưng lắm, ăn no nghỉ. Về đang cỏ mê luôn á con. Dưới còn chăm sóc nhiều quá. Cái này phải hồi đó không làm cái thành này ha, cái sai gì nè, tát qua tát lại rồi khỏe luôn, lấy cái trang á, anh kéo qua anh kéo lại rồi khỏe luôn á. Má cái con thú tơ này nay nhìn không ra luôn nội ơi, cái lưng chưa nói cả chữa chừng 8 tháng đi là mấy con trong đây không có con nào về qua nó, hứa luôn. Không phải, tại anh không có sắc đậu á, anh kiếm cái nguồn sắc đậu nành. Nó là ăn sắc đậu là uống một thùng bê uống không đủ nữa. Sắc đậu nành á. Không, sắc đậu anh vô quậy nước gì viên nấm muối viên rỉ mặt đường nó uống thiệt ngọt ót luôn á. Nghe không? Nó là ghiền sắc đậu. Nghe không? Còn con này là anh kiếm cái bãi nào cỏ nào ấy anh dòng là được hả? Ừ. Nhưng mà chữa cao tháng đừng có tắm nắng đó nha, tới trưa nha, cả 10 giờ vô mát nha. Tại nó chữa 7 tháng mấy, 8 tháng rồi đó.
đây mấy bò cứ dắt ra đó cái là chưa là đó anh chủ thì ốm ốm nhưng mà bò nuôi phái con bò nào mập nha anh chị. Đó bò này phải ngoài 500 kg, má xe chạy thị luôn mà chưa, nó cần 2 tháng nữa, tháng mấy 2 tháng nữa. Nói chung là gần tới ngày đẻ là nó khỏe nữa, nhưng mà tại bò dòng là nó mập cái đó là quý rồi, không giờ mình không cần cám nhiều, khỏi cần cám luôn, tới ngày đẻ là hay vô cám có ăn đủ sức là quá ok rồi. Con này nay cũng nở quá trời này chị. Không, bởi vậy nuôi con bò là mình phải chịu đầu tư. Đầu tư là con giống rồi với cái nguồn thức ăn phải đảm bảo. Mua gì ăn rơ muốn nước lã không mà bữa đói bữa no con nào không ốm. Nghe kìa. Tao nè. Không, nó nhớ chứ. Trời, dưới tối ngày rồi nó tối ngày mà. Còn mày nữa, lại biểu ai. Rồi biểu ai. Đừng nói cái trang đó, cái đồ đó mua của HLT hả? Mua trên mạng này. Đó thì đâu nè, đạp nè, coi là chị lại coi mới về rồi phà liền nè. Tại vì á con nó mập là nó chịu ăn à. Nó không ăn lấy gì nó mập. Bởi vậy nhiều người nói khổ. Mua mấy con bò ốm đói á là lơ mơ bò bệnh bò lao. Còn mình mới thí dụ mà nó có cấp mình nó mập sẵn thì nó về nó cỡ nào nó cũng ăn á. Quá trời cái lưng cái thùng. Mà chị thấy tôi uy tín không, tôi đi bắt bò mà tôi không có đưa 1.000 bạc mà đó mà vậy mà ý là mình làm ăn phải uy tín vậy đó. Ê, cái gì đụng là mày vậy mới được. Quá trời cái con bò này nay ra thùng. Bò này vú nó mới tròn tròn mới no. Cũng có dấu hiệu rồi cũng chết. Chưa đâu nó chừng ấy kìa. À cũng sắc khỏi chơi. Chứ sao nó có nghĩa là mấy con bò sắc lớn nó phải chịu ăn chứ nó không ăn sao nó mập được, đúng không? Không ăn cỏ anh cứ ăn cho thoải mái. Hạn chế cám giùm em mà được. Thấy không? Nếu mình đủ cỏ mình chỉ cho nó uống dặm dặm thôi. Mê lắm. Đúng rồi. Đó không, nuôi trồng cỏ mà được cái nguồn cỏ như anh là nuôi con bò nào mà không mập, không thành công, không đạt, sao được.